Xin chào cả nhà đã đến với kênh YouTube của Tiếp Mai nhé. Hôm nay Mai sẽ dắt cả nhà đi đến một khu công viên ở Malaysia. Do mày nó cứ lấy phăng hay cười. Chứ mình chơi chén hay ngọn là hay cười. Chị giống anh này, giống anh ta bỏ chị ta là người gì? Đi chơi như thế này thì chắc là tối là không có nấu cơm nhà rồi, nên Mai sẽ mua cơm ở ngoài cho nhóc con ăn và gia đình Mai ăn. Sau đó là sẽ lên đường đi đến khu công viên. Từ nhà Mai đến khu công viên cũng không xa lắm, khoảng chừng 10 phút thôi nếu không kẹt xe. Ở đây thì đường xá thì nói chung cũng không khác gì ở bên Việt Nam, nhưng mà ở bên đây khác một cái là chạy ở bên phía bên trái chứ không phải ở bên mặt nha cả nhà. Cả nhà có thấy những khu nhà phố không? Đây là những khu nhà biệt thự đơn lập và song lập. Một số đã xây xong rồi, một số thì đang tiến hành xây, chắc cũng khoảng 2025 sẽ hoàn thành đó cả nhà. Đây là những ngôi nhà của công ty bất động sản Eco Arden. Công ty bất động sản này họ rất chú trọng đến sinh thái xanh, sạch, đẹp. Nên nếu mà mua nhà ở những khu Eco Arden đó, thật là tuyệt vời đó cả nhà. Điểm đặc biệt là mỗi khu nhà họ đều phân ra những khu công viên khác nhau và những câu lạc bộ khác nhau. Điểm nổi bật của họ là đã đáp ứng được những nhu cầu của khách hàng nên những ngôi nhà ở đây giá rất là cao. Giá nhà cao hay thấp cũng tùy khu vực nha cả nhà. Nếu mà so sánh với giá nhà ở Việt Nam thì ở Malaysia rẻ hơn rất nhiều, tại vì ở bên đây dân số rất ít nha cả nhà. Đi xong vòng xiếm này thì cũng sắp tới khu công viên rồi cả nhà ơi. Ở đây có một khu phố buôn bán kinh doanh cũng do công ty Arden họ xây dựng để phục vụ người dân và những người ở nơi khác đến. Ở đây có một cái quán đậu, cái bảng màu vàng á cả nhà. Đó là ma quán đậu của người Mã Lai. Thường thì người Mã Lai họ sẽ không ăn những món ăn của người Hoa nha cả nhà. Đạo Hồi giáo thì thường họ giết những con vật, họ thường đọc kinh nên á thì đặc biệt họ sẽ không dám ăn những món ăn mà người Hoa chế biến, với lại họ không ăn thịt heo nha cả nhà. Đến nơi rồi cả nhà ơi, bây giờ Mai sẽ xuống xe và dắt cả nhà đến khu công viên nhé. Hello cả nhà, đây là khu công viên mà Mai thường đến để tập thể dục đó cả nhà. Đây là khu công viên của công ty Eco Arden họ xây dựng rất là sạch sẽ, Mai rất là thích. Nên Mai thường đến đây để tập thể dục và dắt con Mai đi đến đây để tản bộ. Giờ Mai sẽ giới thiệu cho cả nhà sơ lược về cái khu công viên này nhé. Mai thấy ở khu công viên này họ trồng những loại cây giống ở trong phim nè cả nhà. Cái này thì Mai không biết kêu tên là gì nữa. Và có những cái hồ nước xanh sạch quá, nước rất là trong cả nhà. Và đây là những cái khu vui chơi dành cho trẻ em đó cả nhà, thật là tuyệt vời phải không? Không khí ở đây rất là trong lành đó cả nhà ơi, thật là mát mẻ. Giờ Mai sẽ dắt cả nhà đi một vòng ở nơi đây nhé. Dạo này ở Malaysia ngày nào cũng mưa hết cả nhà ơi, nên Mai cũng ít đi ra để tản bộ lắm. Tháng này và những tháng tiếp theo nghe nói là sẽ tới qua Tết luôn á, vẫn còn mưa hoài luôn. Trời hôm nay thật đẹp và cả nhà, dạo này ngày nào cũng mưa hết, hơn nữa lắm á. Hôm nay bầu trời thật là trong xanh. Mai đứng ở trên cao quay xuống để nhìn được cái cảm giác màu xanh của thiên nhiên, cả nhà có nhìn thấy không? Thật là đẹp. Phía gần ở công viên cả nhà thấy không, đây là khu nhà họ lúc nãy Mai có giới thiệu đó, khu nhà Eco Arden đó cả nhà. Đây là khu nhà biệt thự song lập và đơn lập. Phong cảnh ở đây mà đến chụp hình tự sướng thì rất là tuyệt vời phải không cả nhà. Đặc biệt là cái cây cầu này, Mai rất là thích cây cầu này. Đứng giữa cây cầu đó mà lấy cái điện thoại ra mà chụp cái là biết bao nhiêu tấm hình đó cả nhà ơi. Bầu trời hôm nay vừa ngả màu vàng thật là đẹp. Mặt trời sắp xuống núi rồi cả nhà, sắp tối rồi, Mai cũng tranh thủ quay xong rồi, cũng tranh thủ về nhà thôi. Cả nhà thấy bầu trời hôm nay thật tuyệt vời phải không? Có một khu chung cư cả nhà thấy không, cũng đang xây dựng, chắc cũng khoảng chừng 2 năm nữa sẽ hoàn thành đó cả nhà.
Giờ Mai sẽ đi phía ngoài của khu công viên để quay cái phong cảnh bên ngoài cho cả nhà xem nhé cả nhà. Thường nếu trời không mưa thì mỗi buổi tối là sau khi bữa cơm tối xong là gia đình Mai thường đi đến đây tản bộ. Kìa bên kia Mai thấy có những cái con nai thật là dễ thương. Đất ở Malaysia là thường đất núi nha cả nhà, nên thường đi ra ngoài rất là dễ bắt gặp những cái ngọn núi nha cả nhà, ngọn núi, những ngọn đồi á. Bây giờ Mai sắp tới ở bên ngoài rồi, Mai sẽ quay cái cảnh ở bên ngoài cho cả nhà xem nhé. Hôm nay thật là may mắn cả nhà ơi, bầu trời thật đẹp và hoàng hôn cũng sắp ngả màu rồi. Nhìn thật là chill phải không? Phía bên đối diện cũng là nhà phố đó cả nhà, cũng của công ty bất động sản Eco Island, và nó cũng có cái khu công viên dành riêng cho dãy nhà phía bên đối diện nha cả nhà. Cả nhà thấy không? Những người đi ở ngoài đường đó là những người họ xuất khẩu lao động từ bên nước ngoài qua đó. Thường những công việc mà làm ở đường độ hay là những công việc nặng thì đa số là người nước ngoài họ qua họ làm đó cả nhà. Hai dãy đường hai bên này thường có nhiều người đến đây để chạy bộ cả nhà, thường chạy bộ hay là đạp xe. Nói thiệt chứ Mai rất thích là cái cảnh hoàng hôn mà khi mặt trời ngã bóng á, Mai thường chụp lại những cái cảnh đó lắm cả nhà. Mai thấy rất là đẹp và lãng mạn. Bây giờ Mai sẽ đi trở ngược về công viên và chuẩn bị quay sơ, và Mai sẽ trở về nhà thôi, tại vì trời cũng sắp tối rồi cả nhà ơi. Những cây kiểng này Mai thấy là khoảng chừng hơn một tuần là Mai thấy họ đã cắt rồi, nên không bao giờ thấy nó cao lên hết. Ở đây có người chăm sóc công viên thật là kỹ nên ít có thấy rác lắm cả nhà ơi. Và Mai thấy đặc biệt ở đây là người Malaysia họ rất thích trồng cây cả nhà. Ở đâu cũng thấy cây cối hết nên lúc nào không khí nó cũng mát mẻ hơn. Tạm biệt cả nhà nhé, và hẹn gặp lại cả nhà vào những tập tiếp theo của Thiết Mai nhé. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.